夫人，干嘛呢？夫人在làm gì vậy？夫人，给文书叫người đưa thư tới. Hẹn tiếp tới Tây Sơn Phong Hà xem đất. Xem đất. Sao lại đi xem đất nữa? Sao lại đi xem đất nữa? Chẳng phải hoàng thượng vừa ban tặng cho mình trong mẫu đất sao? Phu quân, cô đường này đúng là trời sinh là bị chủ mà. Mới nghe có đất bán thì còn vui mừng hơn là được gặp mẹ nữa. Phu quân à. Được 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 được, đi thì đi. Mua hay không á thì muội tự quyết định nha. Đa tạ phu quân. Cơm đâu? Dọn hết rồi sao lại dọn hết rồi? Cô đang cái gì đây chứ? Tiểu công gia, người của người là cố ý đó, không sao đâu. Nó tự biết quay lại. Nè, sao không đấu với ta nữa à? Không để trong mắt nữa. Khẩu khí của người cũng không nhỏ ha. Người không phải là đối thủ. Người có phải là ăn tim gấu gan máu hay không vậy? Ai nói vậy? Có phải nhị nữ tử không? Về chúng ta tỉ võ. Tuyệt học của Trình gia, một khi đã đánh phải mất ít nhất là 2-3 canh giờ. Ta đến tìm Tử Hào có chút việc gấp. Chút nữa quay lại ta sẽ cho người biết tay. Đừng chạy nha, đợi đó. Sống sao mệt vậy ta? Tiểu công gia, tổ phu nhân, người có việc phải ra ngoài hả? Kỳ quận chúa hẹn tôi tới Phong Hạ xem cảnh. Kỳ quận chúa hả? Tôi tìm Tử Hào có chút việc. Người tự nhiên, tôi phải đi liền đây. Lần sau dẫn tôi theo nữa nha. Đức chiếu huynh, hôm nay đến tìm tôi nghiên cứu toán thuật hả? Hay là xin chỉ giáo binh pháp đây? Đừng hỏi nữa, có kịch hay rồi. Đi, kịch hay gì chứ? Người đừng hỏi đi, nhanh lên, kịch hay gì vậy? Không phải lão Trình này nói phết. Cũng may ta có một đôi mắt tinh tường. Nếu không thì đại đường triều sao mà có được như vậy? Ta muốn trong tương lai lấy quả khí này đặt ở trên đất liền. Nào là đại bá dương, nào là tiểu ma nè. Chắc chắn sẽ không có địch nào đánh không bại. Tới lúc đó, ta đại đường chi sư chính là vô địch chi sư. Ta Trình Giảo Kim chính là anh hùng tài giỏi. Thôi được rồi, lão Trình đừng có nói hoài nữa. Cũng chỉ là một nổ thôi mà. Nó có thể có động tĩnh lớn tới mức nào? Người còn biết thôi. Cái này ta đã sử dụng rồi, quy lực rất lớn. Thử nghiệm rồi hẳn nói, chúng ta tự biết xem. Ta nói các người biết, lúc đó nhớ bịt lỗ tai lại nha. Đừng để cho làm biết cả hai tai luôn đó. Đi đi, nhanh lên. Không được, buông ra. Ngươi làm gì hả? Ngươi vội vàng làm gì? Rốt cuộc đi đâu đây? Ngươi cũng không nói rõ. Công bộ đang thử nghiệm thuốc nổ phát minh mới của ngươi. Mời lão tướng xa trường tới theo dõi. Vậy thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng không phải là lão tướng xa trường. Nhưng mà thuốc nổ ngươi phát minh mà. Dũng dĩ phải mời ngươi đầu tiên. Nhưng lần này cần chức quan cao, tứ phẩm trở lên mới được. Tự hào ngươi đương nhiên là không đủ rồi. Nhưng mà tiểu đệ đủ rồi. Tôi lại là học trò của ngươi. Thầy giáo dẫn học trò đi tham quan các tác phẩm của mình. Đây là lẽ đương nhiên mà. Vấn đề là tôi không muốn đến. Ngươi đừng giả bộ nữa. Việc lớn như vậy, người nào mà không muốn tới đó xem cho biết chứ. Tôi không giả bộ. Tôi đã nói nhiều lần là không muốn đi mà. Được, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngươi đừng có thêm phiền phức cho tôi. Ta chính là sợ ngươi phiền phức đó. Đi 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 đi. Nào nào. Nhanh 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 nhanh. Cũng đã tới rồi mà. Vào đi. Đứng lại. Các ngươi lui lại. Phiền phức. Đây. Ta chính là tôn tử của Trình lão công gia. Đây chính là Dương Tiểu Hậu gia. Thuốc nổ đó là do hắn phát minh. Lợi hại chưa? Chúng ta vào đó xem sao. Người có thể vào. Hắn không vào được. Tôi có rồi, đa tạ. Vậy tôi về trước nha. Đức hiếu huynh. Có nhìn thấy không? Tào Lâm, lão tế này chính là công bộ thượng thư. Có lai lịch đó. Bái kiến hai vị đại huynh. Tiểu tử ngươi đều đến đây rồi sao?
Công giấu đại huynh nhờ vào quyền lực của Nhượng lão tế mới được qua đây. Nhàn hơn so với trong hữu võ vệ. Hai chúng ta bây giờ phải vào đó, ngươi trông chừng nha. Nếu không thì ngươi chọn một cách chết đi. Đừng mà đại huynh, Tử Hào huynh, người biết không, những người hôm nay đến đều là người quan trọng. Lỡ có chuyện gì thì chỉ để không còn gì hết. Đúng đó, không còn gì hết luôn. Ta sẽ không ép hắn đâu. Vậy ngươi đợi ở đây. Tiểu tử ngươi muốn chết có đúng không? Chúng ta có thể vào hay không là nhờ một câu của cha ngươi. Được 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 được, vậy để tôi nói lại với cha. Nếu như không được, đó cũng là việc của cha tôi. Trình đệ huynh đừng có đánh đệ nha. Vậy tôi sẽ đánh cha ngươi. Không được không được. Nói đùa với ngươi thôi. Chỉ cần ngươi làm hết mình, ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Đi đi. Sao mọi người, đây là vật tốt. Tào bá bá, xin mời thông cảm một chút. Dương Hiền Tế, theo ta vào. Đi đâu vậy? Dương Hiền Tế, nơi này nhiều người, không tiện nói dài. Hiền Tế đừng trách. Không dám, không dám. Đa tạ thông cảm. Không cần cách sáo, không cần cách sáo. Việc lo lót này bổn quan cũng chỉ lần đầu tiên làm. Thật sao? Có chút hơi hồi hộp. Một lần lạ, hai lần quen. Tôi không tin đâu. Tôi cũng không tin. Tuổi tác cùng với quý tử, nhưng mà cao hơn cái đầu. Đúng là chó ngoan của Trình lão gia. Đúng là rất quy võ. Gia gia của tôi. Tạ bá bá quá khen. Khen rất đúng. Đi nào. Đi xem pháo nổ đi. Đi 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 đi. Lão Trình à, đây chính là tôn tử của Dương gia à? Đúng rồi, Tử Hào lại đây, lại đây. Trình gia gia, có nhận ra lão phu không? Quen lắm, quen lắm. Người nói xem người bao nhiêu tuổi hả? Mắt đã mọc trên đầu rồi. Lý Tích, gia gia ngươi không nhận ra sao? Nếu không xem ngươi là tôn tử của Dương gia, hôm nay ta đã đá chết ngươi rồi. Cái ông lão quan tài này làm gì mà giữ với nó vậy? Đứa trẻ này năm ngoái đã bị một trận bệnh nặng, bây giờ đã khỏi rồi. Nhưng mà nếu như người còn muốn đá cho ngốc đi, lúc người chết sao mà còn mặt mũi ở nơi chiến suối gặp bạn già của chúng ta? Tử Hào à, lão già này ở trong doanh trại lâu rồi, chân của người không nhẹ không nặng, không thâm không nông, không đau đâu. Không đau, không đau, không đau, không sao đâu. Cái này lão già đá phải lắm. Qua đây, qua đây, xem số pháo nổ của chúng ta nào. Lại đây, châm lửa. Châm lửa đi. Tốt lắm. Sao rồi, lão bất tử hả? Xương cốt cũng bị nổ tan luôn. Tào Thượng Thư, người lão bất tử mà, người cố tình làm cự liên án như vậy hả? Lão tướng quân thứ tội. Lão tướng quân thứ tội, thứ tội. Quy lực lớn như vậy, biên chức thực sự là không có lường trước được. Cái thứ này còn không nổ tan tác doanh trại của địch sao? Dương Hiền Tế à, người đúng là thiên tài đó. Có loại thuốc nổ này rồi, giang sơn của đại đường ta sẽ chắc như đá. Công lao của ngươi so với mấy lão già này cũng không thua kém gì rồi. Không dám, không dám. Nói đúng lắm, hắn thông minh, không những chế ra những trò lớn nhỏ. Hắn đúng là một chân quyền của Võ Mộc Di Thư, tinh thông tuyệt thế binh pháp. Binh pháp, binh pháp. Hắn cũng giỏi nữa sao? Đương nhiên rồi, nếu như nói ngay lập tức, bày trận mai phục Thủy Hữu Liêu Trai, Tam Quốc Diễn Nghĩa, hắn đều biết hết. Tiểu tử, vậy hôm nay ngươi hãy kể cho mấy già nghe xem, cái gì gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa? Tam Quốc Diễn Nghĩa này, nó chính là ba nước Ngụy Độc Ngô diễn ra một vở kịch. Hay 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 hay, xuất khẩu bất phàm, thật là giỏi. Con biết được Ngụy Độc Ngô, giỏi thật đó, giỏi thật đó. Đã cưới chưa? Nếu như chưa thì ta có 6 tôn nữ, người cứ chọn đi.
Dạ rồi. Đã cưới mấy người rồi? Dạ hai. Mới có hai thôi sao? Người nội dung tốt như vậy của Dương gia, nhờ vào hai phu nhân thì được, lấy đời sao chứ? Đủ rồi ạ. Tiểu đệ yếu đuối hai người là đủ rồi. Dương Hiền Tế, đây là lệnh bài của công bộ. Người đó sau này cần phải tới thường để chỉ đạo nha. Không dám. Sau này có việc gì cứ tìm Trình huynh, tôi sẽ truyền hết bản lĩnh cho huynh ấy. Lục chi nhất nhị. Phu nhân, mua được rồi à? 630 mẫu, toàn bộ là đất tốt. Phu nhân, thật là anh minh. Phu quân, muội thật sự mua đất rồi sao? Mua rồi, 630 mẫu. Tiểu hầu gia, phu nhân đúng là anh minh vô cùng. Như vậy mà gọi là anh minh sao? Mua hơi nhiều một chút, nhưng mà toàn là đất tốt. Giả lại, được rồi, kể đó là đất tốt hay đất xấu. Nếu đã mua rồi, thì xem như là hiếu kính thổ địa gia vậy. Phu quân à, có phải trách thiết phí tiền không? Đâu có, sao lại trách chứ? Tiền kiếm là để xài mà, chỉ cần phu nhân tiêu thấy vui là được rồi. Nhưng mà phu quân không vui, thần thiếp sao mà vui được chứ? Không có mà, quân rất vui. Thời gian không còn sớm nữa, quân đi về trước đây. Vậy thúc cũng nghỉ ngơi sớm đi nha. Xin chào. Chào. Thùng nước của cô đây. Đa tạ. Nhị nương tử, ngươi đừng hiểu lầm nha. Tôi hiểu lầm cái gì? Tôi và Toàn Tử chẳng có gì đâu. Tại sao vẫn chưa có? Ý gì vậy? Tôi hy vọng cô có, nhưng tôi không có. Tại sao cô không muốn? Bởi vì trong lòng của tôi chỉ có người thôi. Toàn Tử, chỉ là hôm đó tôi thấy hắn rất đáng thương, cho nên tôi mới an ủi hắn. Kết quả làm cho hắn hiểu lầm nữa, lại tặng cái này cho tôi. Phải làm sao bây giờ? Cô nương à, từ bỏ đi. Nhị nương tử à, tôi nhất định theo người. Tôi đã nhận định là người rồi. Tiểu hầu gia, hỏng rồi. Tại sao thúc lại chạy từ hậu viện qua? Có việc gì không biết gọi điện thoại sao? Không kịp nghĩ tới đâu, đất mà hôm qua phu nhân mua sẽ ra chuyện rồi. Gặp vấn đề gì vậy? Không biết thế lực nhà nào mà lớn vậy, tiêu một cái giá tiền giành đất đi rồi. Giành mất rồi sao? Vậy thì đừng có mua là được rồi. Nhưng mà sau đó phu nhân cũng kỳ quận chúa thương lượng lại mua đất ở xa hơn phủ của mình hơn 50 dặm. Cái gì? Tiêu hết nửa tiền còn chưa nói, còn mua đất xa như vậy? Có phải là đó có vấn đề rồi không? Nhưng mà đất đó thật tình là đất tốt. Có tốt thì làm được gì chứ? Gọi phu nhân đến đi. Ta muốn nàng mau chóng tới gặp ta. Tiểu hầu gia, phu nhân nói người đang bận, xin tiểu hầu gia đợi một chút. Chảnh đến vậy sao? Tiền tiêu hơn nữa rồi thì không nói, bây giờ còn không thấy người đâu nữa. Chẳng lẽ đích thân ta chơi cũng không được? Đi gọi mau lên. Dạ. Tiểu hầu gia, phu nhân mời người đến tiền viện một chuyến. Được lắm. Đợi ta đích thân thu phục nàng ấy. Lấy đao cho ta, mau lên. Hả? Phu quân, trời nóng vậy sao mặc nhiều đồ quá vậy?
Phu nhân, nàng tìm ta hả? Không phải là phu quân tìm thần thiếp sao? Nàng biết ta tìm nàng, mà nàng ở đây làm cái gì vậy? Thiếp đang bận mà. Bận cái gì chứ? Trần Học Dĩnh, ta hỏi nàng, việc mua đất lớn như vậy, nàng một rồi hai rồi ba lần không thương lượng với ta. Nàng lấy tiền không dễ dàng kiếm được của gia đình cũng tiêu hết rồi biết chưa hả? Phu quân, tiền tiêu rồi có thể kiếm lại mà. Nhưng mà đất thì không phải là muốn mua thì mua được đâu. Phu quân đừng có tức giận, thần thiếp sau này sẽ không dám nữa. Nàng xin ta sao? Cầu xin chàng mà phu quân. Thời hạn cho nàng 3 ngày để bán đất đó đi. Trong nhà không thiếu ăn không thiếu mặc, nàng mua nhiều đất vậy để làm gì? Việc mua đất cũng đâu phải là chuyện xấu gì, nhưng nàng mua xa như vậy chẳng phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Thần thiếp không sợ phiền phức, nàng không sợ ta sợ. Ngày mai ta sẽ đến đó xem sao. Thực sự không được thì để cho hộ nghèo tìm người quản lý, ta sẽ không quản. Như vậy sao được? Đó không lấy cũng không được làm bậy như vậy. Phu quân không muốn thì thôi, vậy thì chuyển nhượng cho người khác. Người muốn nhiều lắm. Ta không có chút ý định gì muốn lấy miếng đất đó hết. Ta cho nàng biết, nếu miếng đất đó nàng không chuyển bán được, chúng ta sẽ đốt nó đi, cho khỏi phải lo. Hình như tình thế không ổn lắm, làm không tốt sẽ cãi nhau đó. Bây giờ làm thế nào đây? Hy vọng được như năm ngoái, cãi nhau dữ dội với tiểu hầu gia. Ông trời phù hộ cho phu nhân và phu quân có thể giảng hòa. Có người nào nói chuyện giống như chàng không? Được, đốt đi. Có bản lĩnh thì đốt đi, giống như dân gia vậy, đốt cho hết đi. Được rồi, đốt. Nào nào nào, nàng cầm lấy cho ta, châm lửa đi. Nàng cứ cầm quạt, rồi quạt mãi, quạt cái chế luôn cái này đi. Đến lúc đó ta cùng dì nữ sẽ nằm ở ngoài đường. Nói nhiều, ta mới không sợ các người dở trò vô lại đâu. Nàng còn chưa gì chưa sử dụng nữa, mau đi. Treo cổ đúng không? Đủ dài chưa? Nếu chưa đủ thì nối dài thêm, treo lên trần để tự tử. Chàng giỏi lắm, thế cho chàng vừa ý, đúng không? Lớn nhỏ đều chỉ ở chỗ này. Ta thấy chàng là hộ gia, chàng muốn đi làm phò mã rồi, có đúng không? Đúng, ta chính là muốn làm phò mã. Lúc đầu chàng đã không thích ta rồi phải không? Về ta lôi thôi, cản trở chàng vui vẻ chứ gì. Dương Tử Hào, chàng thật là vô lương tâm. Lương tâm của ta đã bị chó cắn đi rồi. Thì sao hả? Lau mặt đi. Cả nhà mà ngay cả tinh thần cũng mất luôn. Cả dạy câu mà đã khóc. Bao ra cho sạch đi. Ta đợi nàng ở hậu viện. Đừng để ta phải đợi nha. Phu quân. Dương Tử Hào ơi, Dương Tử Hào, ngươi thật hết nói rồi. Cả nhà với cối làm gì chứ? Nhưng mà cối cũng đâu có dựa. Phu quân, quân đừng có giận phu nhân nữa. Quân có thể không giận sao? Ngân lượng cực khổ khổ kiếm về, chỉ vì một lời của cô ấy là tiêu hết rồi. Mùi nó không có ăn thì sao hả? Đi mua đất xa tới như vậy có dùng gì đâu. Bây giờ triều đình quản lý nghiêm như vậy, cô ấy lại muốn trồng để kinh doanh, nhất định là sẽ bị phạt. Trồng cây ăn quả mà bị tội, muốn xây nhà làm khu phong cảnh lại càng không thể được. Cho nên tiền này mất chắc rồi. Phu quân, chúng ta tìm cách khác đi. Quân nghĩ xem, có thể trồng nhiều loại như vậy, chắc sẽ có một thứ triều đình cho mà. Sao từ đầu Quynh lại không nghĩ ra vậy? Quynh đi tìm Lan Lan có thể biến miếng đất của nhà mình thành khu thực nghiệm cây gòn của đại đường không? Nếu được như vậy, thứ nhất, có thể tạo phúc cho bá tánh. Thứ hai, có thể mau chóng thu hồi vốn. Thứ ba, triều đình còn phát lương thực cho hộ nghèo nữa. Vậy chẳng phải là nhất cử tam đắc sao? Phu quân người thật là lợi hại quá, đúng là quá xà bần thành thần kỳ. Được, quyết định như vậy đi. Quynh đi tìm phu nhân thương lượng. Phu quân, mụ cũng đi. Được rồi, khóc một chút được rồi. Đừng khóc mà. Khóc nữa cho mụ ra ngoài đường bây giờ. Mau dậy đi. Quynh bỏ thì bỏ, mụ khóc thì đừng có quản. Quynh không phải là muốn làm phò mã sao? Đợi mụ khóc xong sẽ cả Quynh cho công chúa.
Mụi chưa khóc xong nữa mà, chỉ là cãi nhau thôi, cũng chẳng có làm gì mụi đâu, không còn gì nữa, còn khóc thì không có ý nghĩa gì. Quỳnh nó không có ý là sao? Lúc Quỳnh muốn treo cổ mụi chết thì có ý chưa? Hai chúng ta thương lượng một việc chính trước. Thương lượng xong, mụi muốn cãi thì Quỳnh sẽ cãi. Chuyện gì quan trọng vậy? Thôi thiếp chứ gì, cần thiếp lấy bút cho Quỳnh. Mụi đừng nghĩ lung tung nữa, Quỳnh đâu phải là kẻ phụ tình đâu. Chỉ cãi vài câu mà đòi thôi thiếp sao? Lúc nãy làm cho mụi giận, đó là ý của Quỳnh. Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Quỳnh rót nước cho mụi nha, uống chút nước hả giận đi. Chúng ta sẽ cùng thương lượng, cùng thương lượng đi. Nè, phu nhân. Nhị phu nhân, còn cãi nhau không? Mới dỗ dành xong. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Tiểu hầu gia không được có chuyện nữa. Cô đi xem xem. Vậy chẳng phải là nhà mình thiệt thòi rồi sao? Nói như cách của phu quân, cây gòn được trồng, công dịch thành giải đó sẽ thuộc về ai? Nhà chúng ta hay là của triều đình? Đương nhiên là của chúng ta rồi. Nếu như thành công thì lợi nhuận không nhỏ đâu. Giả lại, nếu như không thành công thì mảnh đất đó cũng có triều đình chăm giùm mình, tiết kiệm sức lực, lại còn được lợi. Vậy thì hợp ý của phu nhân rồi. Bản lĩnh của phu quân sao để triều đình chiếm được chứ? Cây thì phải trồng, công nghệ thì càng phải bí mật. Đời người vô thường, mình sống ở chỗ trước kia với một cuộc sống gì đâu, mơ mơ hồ hồ, bể bể tắc tắc, chưa bao giờ sống tự do như bây giờ. Đến đại đường này, quả nhiên giá trị được tăng cao rồi.作为火药的始作俑者，大唐一众老将对王子豪喜爱有加。本来心情很愉快的子豪回到家之后，却因为雪影买地的事情跟雪影爆吵了一架。下一集里呢，花样百出的美食让王家厨子的身价水涨船高。怎么样？大家对这菜还满意吧？满意，非常满意。这在宫里都没吃过这么多花样，今日啊还真是开了眼界，夫君好本事。 一个能烟一曲眷恋，低吟昆仑边，往事断线无声幽恋，轻上江湖前。